Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào phần khái niệm. Ở đây chúng ta có ba khái niệm. Một là văn bản, hai là các dạng tồn tại và ba là phong cách. Một, văn bản. Chúng ta sẽ tìm hiểu hai văn bản, đó là văn bản chính luận và văn bản hành chính. Văn bản chính luận là các tuyên bố, tuyên ngôn, các bài xã luận, báo cáo, tham luận về các vấn đề chính trị xã hội. Dù có mục đích và nội dung khác nhau, cách diễn đạt bằng ngôn ngữ khác nhau, nhưng văn bản chính luận luôn sử dụng phương thức biểu đạt nghị luận. Phương thức biểu đạt nghị luận là gì? Đó là phương thức chủ yếu được dùng để bàn bạc phải, trái, đúng, sai nhằm bộc lộ rõ chủ kiến, thái độ của người nói, người viết, rồi dẫn dắt, thuyết phục người khác đồng tình với ý kiến của mình. Thứ hai là văn bản hành chính. Văn bản hành chính là các loại đơn từ, ví dụ như đơn xin nghỉ học, đơn xin trợ cấp khó khăn, các bản hợp đồng, ví dụ như hợp đồng mua bán nhà, hợp đồng thuê nhà, các loại hóa đơn, luật, hiến pháp. Và dù có mục đích và nội dung khác nhau, cách diễn đạt bằng ngôn ngữ khác nhau, nhưng văn bản hành chính luôn sử dụng phương thức biểu đạt hành chính công vụ. Phương thức biểu đạt hành chính công vụ là phương thức dùng để giao tiếp giữa nhà nước với nhân dân, giữa nhân dân với cơ quan nhà nước, giữa cơ quan với cơ quan, giữa nước này với nước khác trên cơ sở pháp lý. Hai nhỏ, các dạng tồn tại. Văn bản chính luận và văn bản hành chính đều tồn tại ở cả hai dạng nói và viết. Với văn bản chính luận, ở dạng nói, đó là những lời phát biểu trong các hội nghị, hội thảo, tranh luận. Nhưng không phải tất cả các lời phát biểu trong các hội nghị, hội thảo, tranh luận đều là văn bản chính luận, mà chỉ có những văn bản mang tính chất chính trị, đó mới là văn bản chính luận. Mang tính chất xã hội và những vấn đề nóng bỏng của xã hội được nhiều người quan tâm, đó mới là văn bản chính luận. Ở dạng viết, văn bản chính luận là các văn bản và các tài liệu chính trị. Ví dụ như bài văn nghị luận xã hội, bài văn nghị luận văn học của các em đều là các văn bản chính luận. Còn văn bản hành chính ở dạng nói, đó là lời bào chữa của các luật sư trong các phiên tòa, hoặc là lời tuyên án, vân vân và còn nhiều nữa. Ở dạng viết thì đó là các văn bản được dùng trong các lĩnh vực hành chính như lúc nãy chúng ta có đề cập, ví dụ như hóa đơn, ví dụ như đơn từ, thư mời, lý lịch trích ngang, hợp đồng, nghị định, quyết định, luật pháp, hiến pháp, vân vân. Tiếp theo chúng ta đến với phần 3, đó là tìm hiểu về phong cách. Chúng ta tìm hiểu khái niệm phong cách ngôn ngữ chính luận và phong cách ngôn ngữ hành chính. Phong cách ngôn ngữ chính luận là gì? Phong cách ngôn ngữ chính luận là loại phong cách ngôn ngữ dùng trong những văn bản chính luận, mà ở đó người nói hoặc người viết trực tiếp bày tỏ tư tưởng, lập trường, thái độ của mình đối với những vấn đề thiết thực nóng bỏng của đời sống, đặc biệt là trong lĩnh vực chính trị xã hội. Ví dụ như tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh. Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh là một văn bản chính luận mẫu mực. Ở đó bố cục gồm có 4 phần. Phần 1 nêu lên cơ sở chính nghĩa của cuộc kháng chiến. Phần 2 trình bày tội ác của giặc. Phần 3 thể hiện quá trình chiến đấu và chiến thắng của quân ta, và phần 4 đó là lời tuyên bố hùng hồn cho nền độc lập của nước nhà. Và Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi cũng là một văn bản chính luận, và ở đó các em cũng thấy bố cục có 4 phần như thế rất rõ ràng. Trong các văn bản chính luận thì lập luận luôn chặt chẽ, lý lẽ phải xác đáng, chứng cứ phải rõ ràng và giọng văn hùng hồn.
Còn phong cách ngôn ngữ hành chính là loại phong cách ngôn ngữ dùng trong những văn bản hành chính phục vụ cho sự giao tiếp giữa nhà nước với nhân dân, giữa nhân dân với cơ quan nhà nước, giữa cơ quan với cơ quan, giữa nước này với nước khác, và tất cả sự giao tiếp đó đều trên cơ sở pháp lý. Ở đây cô lấy một ví dụ đơn giản, đó là đơn xin nghỉ học của các em. Ở đây cô có trình bày với các em một cái mẫu về đơn xin nghỉ học. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, giấy xin phép nghỉ học. Có thể viết là giấy xin phép nghỉ học mà cũng có thể viết là đơn xin nghỉ học. Nhưng dòng phúc hiệu Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc thì chúng ta luôn luôn phải có. Và cách trình bày của nó là từ cộng chúng ta viết hoa, Việt Nam viết hoa. Độc lập thì đọc viết hoa chữ đọc, tự do thì viết hoa chữ tự, và hạnh phúc thì viết hoa chữ hờ. Giữa độc lập, tự do, hạnh phúc thì chúng ta có dấu gạch nối. Đến phần nội dung. Nội dung chúng ta phải có kính gửi. Ví dụ như kính gửi ban giám hiệu, phòng đào tạo, giáo viên chủ nhiệm lớp. Và sau đó chúng ta phải gắn với một trường cụ thể. Chẳng hạn như kính gửi ban giám hiệu trường dự bị đại học thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó là đến phần tên. Em tên là, cũng có thể thay bằng tôi tên. Rồi đến học sinh lớp. Và chúng ta nêu ra. Em viết đơn này xin phép được nghỉ học. Thời gian là từ ngày đến hết ngày. Trong đơn xin nghỉ học luôn phải có lý do xin nghỉ học. Và sau lý do xin nghỉ học, đó là cái phần hứa sẽ chép bài, học bài, làm bài đầy đủ khi mà đi học trở lại. Cuối cùng là mong được sự đồng ý của thầy cô. Và như tất cả các văn bản hành chính mà mang tính chất xin phép như thế, thì chúng ta đều có câu xin chân thành cảm ơn. Cuối cùng thì có cái nơi để chúng ta làm đơn, ngày tháng năm làm đơn, người làm đơn, ký tên và viết họ tên của mình. Sau đây chúng ta đến với phần đặc trưng của hai phong cách ngôn ngữ này. Ở phong cách chính luận, chúng ta có những đặc trưng sau. Một là tính công khai về chính kiến, tư tưởng, lập trường chính trị, xã hội. Người viết, người nói luôn thể hiện công khai rõ ràng quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, xã hội đang bàn luận, để chỉ trích, phê phán, bác bỏ những luận điệu sai trái, có hại, để cổ vũ, khích lệ, động viên những quan điểm đúng đắn, tích cực. Thứ hai, đó là tính chặt chẽ trong lập luận. Văn bản chính luận luôn hướng tới sự thuyết phục người đọc, người nghe bằng cách giải thích, chứng minh vấn đề dựa trên những luận cứ xác đáng, những luận chứng xác thực nên được trình bày một cách khoa học, logic. Thứ ba là tính truyền cảm mạnh mẽ. Văn bản chính luận phải tác động được đến lý trí và tình cảm người đọc, người nghe. Cho nên, luôn phải có tính biểu cảm. Còn phong cách hành chính. Phong cách hành chính thì có các đặc điểm như sau. Một là tính khuôn mẫu. Tính khuôn mẫu của phong cách hành chính thể hiện ở kết cấu văn bản thống nhất, thường gồm 3 phần. Phần đầu, phần chính và phần cuối. Ví dụ một văn bản của chính phủ thì luôn có bố cục như sau. Phần đầu gồm có quốc hiệu và tiêu ngữ, tên cơ quan ban hành văn bản và số hiệu văn bản, địa điểm và thời gian ban hành văn bản. Phần chính là nội dung chính của văn bản. Còn phần cuối đó là chức vụ, chữ ký, họ tên của người ký văn bản và dấu của cơ quan nơi nhận. Chính vì phong cách hành chính có tính khuôn mẫu, cho nên chúng ta thấy
Hầu như tất cả các văn bản thuộc phong cách hành chính đều có mẫu sẵn. Đơn xin nghỉ học mà chúng ta mới vừa tìm hiểu qua cũng có mẫu. Lý lịch, sơ yếu lý lịch cũng có mẫu. Quyết định cũng có mẫu. Nghị định cũng có mẫu. Hóa đơn cũng có mẫu. Hợp đồng cũng có mẫu. Thường những phần khung là đều được thể hiện trên mẫu. Và tùy từng trường hợp cụ thể mà người viết, người nói chỉ điền vào những cái chỗ trống ở trong cái phần khung đó. Trở lại với đơn xin nghỉ học mà lúc nãy chúng ta đã tìm hiểu, chúng ta thấy phần đầu có quốc hiệu và có tiêu ngữ, đó là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập Tự do Hạnh phúc, đơn xin nghỉ học. Phần chính đó là nội dung chính của văn bản, gồm có kính gửi, em tên, học sinh lớp, thời gian xin nghỉ học, lý do xin nghỉ học, lời hứa, lời cảm ơn. Còn phần cuối là có nơi viết đơn, ngày tháng năm sinh viết đơn, có người viết đơn, chữ ký của người viết đơn và họ tên người viết đơn. Đặc trưng thứ hai của phong cách hành chính đó là tính minh xác. Văn bản hành chính phải minh xác. Mỗi từ chỉ có một nghĩa, mỗi câu chỉ có một ý và không dùng các phép tu từ hoặc lối biểu đạt hàm ý. Ở đây chúng ta thấy là phong cách hành chính rất khác so với phong cách văn chương. Ở phong cách văn chương nghệ thuật thì một từ có thể có nhiều ý, mỗi câu như vậy, ngoài cái ý được nói một cách hiển ngôn ra, còn có hàm ý nữa, mà phần hàm ý đôi khi cũng quan trọng hơn rất nhiều so với ý được trình bày một cách hiển ngôn. Trong văn bản nghệ thuật và phong cách nghệ thuật, chúng ta cũng sử dụng nhiều phép tu từ hoặc lối biểu đạt hàm ý. Riêng phong cách ngôn ngữ hành chính thì việc sử dụng câu nhiều ý hoặc sử dụng từ nhiều ý hoặc sử dụng các phép tu từ lối biểu đạt hàm ý đều không được, bởi vì văn bản hành chính phải có tính minh xác. Ngoài ra, các văn bản hành chính còn đòi hỏi sự chính xác đến từng dấu chấm, dấu phẩy và không được gạch bỏ, thay đổi, sửa chữa. Thứ ba, đó là tính công vụ. Văn bản hành chính được dùng trong giao tiếp công vụ nên những biểu đạt tình cảm cá nhân được hạn chế ở mức tối đa. Ví dụ như pháp luật, sau khi được Quốc hội thông qua thì có hiệu lực với toàn dân trong một quốc gia, và từng câu, từng chữ, thậm chí cả dấu phẩy, dấu chấm trong các điều luật đều rất quan trọng, luôn luôn được hiểu đúng một ý, và tất cả các thành viên trong quốc gia đó đều phải tuân thủ theo pháp luật đó. Làm sai những cái điều quy định trong các điều luật nghĩa là vi phạm pháp luật. Tiếp theo, đặc điểm diễn đạt. Đặc điểm diễn đạt của phong cách chính luận. Chúng ta sẽ tìm hiểu về mặt ngữ âm, chữ viết, về từ ngữ, về ngữ pháp, về biện pháp tu từ và về bố cục trình bày. Về ngữ âm, chữ viết, các bài chính luận nếu tồn tại dưới dạng nói thì phải được phát âm rõ ràng, âm lượng và ngữ điệu thích hợp. Đặc biệt, cố gắng hạn chế cách phát âm địa phương và hướng đến cách phát âm toàn dân. Nếu tồn tại dưới dạng viết thì các văn bản này bắt buộc viết đúng chính tả. Về từ ngữ, ngoài vốn từ dùng chung cho mọi phong cách, văn bản chính luận còn có lớp từ riêng của mình gọi là lớp từ chính luận. Ví dụ như các từ cách mạng, dân chủ, chuyên chế, giai cấp, cải tổ, đổi mới, pháp quyền, chính sách, chủ trương, vân vân. Về ngữ pháp, văn bản chính luận sử dụng nhiều kiểu câu khác nhau với các mục đích khác nhau.
Ví dụ, có thể sử dụng câu kể, có thể sử dụng câu cầu khiến, có thể sử dụng câu nghi vấn và cũng có thể sử dụng câu cảm thán. Về biện pháp tu từ, văn bản chính luận sử dụng nhiều biện pháp tu từ. Lối nói ẩn dụ bóng bẩy, truyền cảm để gây hiệu quả tâm lý và tăng sức thuyết phục. Vì mục đích của một văn bản chính luận là làm sao cho người đọc, người nghe hiểu, tin điều mình nói và có thể hành động theo điều mình nói. Về bố cục trình bày, văn bản chính luận có cách trình bày vừa logic vừa truyền cảm, tác động sâu sắc đến lý trí và tình cảm của người tiếp nhận. Như vậy, một văn bản chính luận như là bài văn chính luận xã hội của các em thì nó không chỉ tác động đến lý trí của người tiếp nhận mà còn phải tác động đến tình cảm của họ. Vấn đề cần được trình bày một cách rõ ràng, hợp lý, chặt chẽ và người nói cũng phải thể hiện tình cảm của mình trong đó. Người viết cũng cho thấy rằng mình hoàn toàn tin tưởng vào cái điều mình nói. Có như vậy thì người tiếp nhận mới có thể tiếp nhận được văn bản của mình một cách tốt nhất. Đặc điểm diễn đạt của phong cách ngôn ngữ hành chính. Chúng ta cũng tìm hiểu về ngữ âm, chữ viết, về từ ngữ, về ngữ pháp, về biện pháp tu từ, về bố cục trình bày. Ngữ âm, chữ viết, phong cách chính luận yêu cầu người nói phải phát âm rõ ràng, chuẩn mực và hạn chế cách phát âm địa phương. Người viết cũng phải viết đúng chính tả. Về từ ngữ, ngoài vốn từ dùng chung cho tất cả các phong cách, văn bản hành chính cũng có lớp từ riêng của mình, gọi là lớp từ hành chính. Như kính gửi, căn cứ được sự ủy nhiệm của hiệu lực thi hành tại công văn số nay quyết định xin cam đoan, vân vân. Về ngữ pháp, có những văn bản hành chính, câu tuy dài nhưng nó chỉ là một câu thôi. Kết cấu của cả văn bản là một câu. Đầu tiên đó là căn cứ vào, sau đó là nay quyết định, và tiếp theo điều 1, điều 2, điều 3. Đó, toàn bộ cái văn bản hành chính như thế chỉ là một câu thôi. Về biện pháp tu từ, văn bản hành chính hạn chế tối đa việc sử dụng các biện pháp tu từ. Bởi vì như chúng ta đã nói, văn bản hành chính yêu cầu sự minh xác. Mỗi từ có một ý, mỗi câu có một nghĩa và cái cách diễn đạt phải rõ ràng để mọi người đều hiểu chung một ý đó. Về bố cục trình bày, các văn bản hành chính đều được soạn thảo theo một kết cấu thống nhất và thường có 3 phần với một khuôn mẫu nhất định. Cuối cùng, chúng ta có thể làm bảng so sánh của hai phong cách này, phong cách chính luận và phong cách hành chính. Về khái niệm, phong cách chính luận được dùng trong các văn bản chính luận để thể hiện quan điểm cá nhân về các vấn đề chính trị xã hội. Còn phong cách hành chính thì được dùng trong các văn bản hành chính để thực hiện việc giao tiếp xã hội trên cơ sở pháp lý. Thứ hai, về đặc trưng. Tính công khai, tính chặt chẽ, tính truyền cảm. Đó là 3 đặc trưng của phong cách chính luận. Còn phong cách hành chính thì có tính khuôn mẫu, tính minh xác và tính công vụ. Về đặc điểm diễn đạt, phong cách ngôn ngữ chính luận yêu cầu phát âm vừa hùng hồn vừa tình cảm. Ngoài lớp từ toàn dân còn có lớp từ chính luận. Có thể sử dụng linh hoạt các kiểu câu, có thể sử dụng nhiều biện pháp tu từ và bố cục của bài chính luận luôn luôn chặt chẽ. Phong cách hành chính cũng yêu cầu phát âm rõ ràng, chuẩn mực, hạn chế cách phát âm địa phương.
Ngoài lớp từ toàn dân cũng sử dụng lớp từ hành chính. Về câu, văn bản hành chính sử dụng câu kể, câu cầu khiến và có những văn bản dù dài nhưng chỉ được thể hiện dưới dạng một câu. Trong văn bản hành chính thì người viết, người nói hạn chế tối đa việc sử dụng biện pháp tu từ, có thể nói không sử dụng biện pháp tu từ. Và về trình bày thì văn bản được trình bày theo một khuôn mẫu nhất định. Phần trình bày của cô ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các em trong những lần sau. Xin chào các em.